Trending video. Vất vả rồi. Dạ không có gì. Tân nghe. Tôi nói nghe nè Nana, có văn kiện gửi tới từ Thượng Hải không? Bưu kiện gửi tới Thượng Hải hả? Tôi Khải Doanh hả? Có văn kiện gửi tới Thượng Hải không? Tôi cũng không để ý nữa. Anh gửi cho tôi mã nhận hàng để tôi kiểm tra xem. Được rồi, tạm biệt. Không có. Nè, sao rồi hả? Tôi kiểm tra từ Thượng Hải gửi tới. Chị Trần, vẫn không tìm thấy văn kiện. Không tìm thấy à? Các người đang làm chuyện gì? Văn kiện khẩn cấp từ mấy bữa trước, đáng lẽ tới từ hôm qua mới đúng chứ. Tại sao không có ai theo dõi hết? Là tại sao? Các người cũng biết tôi phải đóng dấu lên bản hợp đồng này rồi cầm nó đi bàn chuyện với khách hàng mà. Được. Một lát nữa tôi tìm được, tôi sẽ gọi lại cho chị. Tối nay 7 giờ tôi đi tàu cao tốc. Bây giờ là 5 giờ rưỡi. Trước khi tôi đi, nhất định phải có bản hợp đồng đó nằm trên bàn của tôi. Ê, chị Na, chị coi thử có phải cái này không? Đúng là cái này rồi. Khải Doanh, cô đưa nó lên giùm tôi đi. Thật ra tôi rất sợ chị Trần đó. Cô làm ơn chuyển giùm tôi được không? Đi. Được. Cảm ơn. Bắt đầu kiểm tra thang máy số 1. Anh ơi, thang máy bị làm sao vậy? Bảo trì thang máy định kỳ. Mới vừa đi lên, chỉ có một thang máy là còn hoạt động. Cô đợi một chút đi. Dạ được, cảm ơn. Dữ liệu bình thường. Đừng ai giải thích với tôi nữa. Tất cả mọi người đợi tôi trở về để chờ tôi xử lý mọi người. Xin lỗi chị Trần. Xin lỗi thì có ích gì hả? Người nào người nấy đều rút đuôi. Các người không biết vấn đề rất quan trọng sao? Thật là vô tích sự. Không thể hiểu nổi mà. Chị Trần. Chị Trần. Chị Trần đây. Đây là cái gì? Đây là cái gì hả? Tôi đã nói với các người là đã gửi tới đây rồi mà. Vậy mà không có ai theo dõi, không có ai đi lấy. Nhanh lên đi, đem đi đóng dấu. Đóng dấu xong đem xuống cho tôi. Chẳng phải đã gửi tới rồi sao? Nói cho các người biết. Tất cả phải viết giấy kiểm điểm để lên bàn làm việc của tôi. Chuyện này các người vẫn chưa xong đâu. Còn không đi làm việc đi. Đứng đó chờ tôi mời cà phê sao? Chúng tôi xin lỗi. Vất vả rồi. Dạ không có gì. Đi đâu ăn đây? Đi quán đối diện được rồi. Được, đi. Khải Doanh. Chị. Có điều thật sự quá nguy hiểm. Nếu như chị Trần thật sự đã đi rồi, phần văn kiện này mà chúng ta vẫn không tìm thấy được, thì công việc khó nhọc nửa năm của họ sẽ trở nên vô ích. Với lại lúc nãy chị cũng vừa gọi điện cho chị, đặc biệt dặn dò chị phải ghi nhớ thật kỹ câu này của em. Em yên tâm đi. Để sau khi em thực tập xong sẽ được vô chính thức rồi. Thật vậy à? Em sẽ trở thành nhân viên chính thức của trường Thành sao? Lúc nãy Ngải Quân còn gọi điện cho chị khen em đó. Yên tâm đi. Không lỡ việc là tốt rồi. Em thực sự rất giỏi. Làm việc chăm chỉ, khả năng thích ứng tốt, giỏi hơn Tống Duy nhất nhiều.
Dạ, thật ra Duy Nhất cũng rất nỗ lực, chỉ là vì anh ấy thiếu cơ hội thôi. Em nghĩ cơ hội rơi từ trên trời xuống sao? Cuộc sống nhất định không bao giờ có phép lạ. Nếu không, những người làm việc chăm chỉ chẳng phải uổng công sao? Chị Lý. Cô Trần. Cô về rồi. Mệt quá đi. Đây đây. Nè, mớ đồ này nhờ chị đem đi giặt khô giùm tôi nha. Được rồi. Phải rồi, mấy hôm nay lão Quang có về nhà không? Không có về. Là anh ấy không về hay là có về mà chị không thấy? Vẫn không có về nhà. Được rồi, chị đi làm việc đi. Đúng là anh ấy không về nhà. Lão Quang chết tiệt, lần này ảnh làm căng thật rồi. Lão Quang.